Em Chiến lên sóng cặp Boss 3 là một Series 3 cũng như là duy nhất tại shop mới về trong sáng ngày hôm nay. Em mời các bác cùng xem cặp này thiếu mỗi thùng xốp thôi, hàng về đâu bay về, có còn cả cái thùng giấy thùng giấy carton mà bên nước ngoài họ gửi về nha các bác, gửi về đường bay nha. Mới thiếu thùng xốp nha, giá thì cực tốt cho các bác luôn. Tại vì bên em đấu trực tiếp này giá nó sẽ tốt hơn bình thường. Em mời các bác cùng xem mặt trước đó nha. Cặp này em đang giao các bác là 14.800.000 luôn nha, bao ship nha. Chuyển khoản đủ, bớt thêm 200.000 nữa còn 14.600.000 đấy. Chỉ có một cặp duy nhất thôi, bác nào mình nhanh tay thì mình lấy nha. Cọc tiền thì cọc 2 triệu hoặc là 1 triệu trở lên nha, nói chung là cọc 10% trở lên các bác. Cọc thì vẫn giá là 14.800.000 nha các bác. Các bác đẹp chưa? Thùng vàng. Bên em có cả thùng đen nha, thùng đen thì giá 12 triệu nha các bác. Mà chuyển khoản đủ thì vẫn bớt 200 nữa nha các bác. Nói chung là chuyển khoản đủ bớt 200. Để em báo giá trực tiếp là 14.800 nè. Còn chuyển khoản đủ thì có biết bác biết tự là mình trừ ra 200 là còn 14.600 á. Thì vẫn bao ship cho các bác hết. Cọc tiền hay là chuyển khoản đủ em đều bao ship, nhưng cơ bản các bác chuyển khoản đủ thì em đỡ tốn tiền phí thu hộ, em lại bớt thẳng vào cái sản phẩm luôn. Đấy, nó mới lên lành nha các bác, thiếu môi số thôi. Em để nguyên cái canh như thế này là que cho các bác cùng xem trước nha, rồi em tháo cái canh sale. Mời các bác cùng xem luôn nha. Tổng quan tiếp theo Boss 3 là một series 3, rồi tới Boss 4.2 series 2 là hai model robot rất là nổi trội về nghi và hát, nghi nhạc hay, hát hò gia đình rất là sướng. Hát với robot thì các bác hát với giọng nó nhẹ nhàng, nó hút âm thanh và chống hú rất là tốt, bởi vì phân tầng của boss nó rất là hay. Này các bác xem nha, đồ mới này, đồ đẹp luôn. Đúng cặp trùng seri hết nha các bác, hàng đó quay về là đúng cặp trùng seri hết. Seri là cặp này là 99527 nha, 99527 nha các bác. Đây các bác thấy đồ nét chưa, góc cạnh 99527 nha các bác. Này 99527 nha. Đây các bác, các bác thấy này, ngắt ngay luôn nha. Rồi sau đây em mở e-can để các bác cùng ngắm tiếng loa. Đây là tổng quan của tiếng loa phía trước. Đúng cặp thì tiếng loa nó sẽ đều nhau, tất cả gần dinh nha các bác, gần dinh tuyệt đối luôn nha. Tiếng loa rất là đẹp nha các bác. Có nhanh tay chỉ có một cặp duy nhất và giá thì siêu tốt. Tiếng loa nha các bác, đẹp và nó nét. Đây các bác thấy chưa, 14.800.000 nha các bác. Bác còn nhanh tay mình alo cho em nha, một cặp duy nhất thôi. Đấy, vừa đẹp vừa giá tốt các bác, gần dinh cà phê rồi các bác. Rồi sau đây em xin phép là dừng video, hẹn các bác ở video tiếp theo. Đây là cặp Boss 3 là một series 3, giá em đang giao các bác là 14.800.000, nếu chuyển khoản đủ thì còn lại 14.600.000, còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên vẫn giá là 14.800.000 bao ship nhé.